là cái ống ạ. Nãy em vớt cho bác. Ba con nha bác nhá. Ba con. To phết đấy. Xin chào các bác vậy. Hôm nay em lại thả ông nhà các bác ạ. Giờ nó khó bay thả quá, nó chả có lưa các bác ạ. Qua mà về đến đây em thả tranh thủ chưa. Chả có bay thả, em lại quay vậy này em thả này. Các bác biết là gần nhà em đây rồi. Đấy lươn này các bác ạ. Lươn êm phết đấy. Như được có một con thôi. Đầy sợ lắm, tắm đồ lằng nhằng. Bước qua dí cái nào nhỉ? Bước phải cái này không? Không thì mất à? Cho mất to cái này bác ạ. Mất to cái này rồi. Đường nhà mà mất là rõ rồi. Ô hôm qua đó, qua cắt kia là mất rồi các bác ạ. Cái này thì vẫn còn này. Cái gì thằng nào thấy cũng vết các bác. Đang định quả thì em lại mãi nói chuyện các bác ạ. Cái này lặng phết ạ. Ồ lượn ế phết ạ. Em vứt ở đây đoạn nữa em ra ngoài kia em chút cho bác xem. Cái này mất ở vùng lý đấy ạ. Ngồi lượn đấy rồi, nó vừa thở. Đây, đây lên tận trên. May gỡ được mấy cái bên này cũng chết. Chắc mất cái đấy rồi bác ạ. Em thấy vết rộng lắm. Đấy mà mất là một cười chết. Không có vai thả bác ạ. Giờ nó cạn xương thấy luôn, họ đang cày giang. Xịt cái vừa rồi xịt, em vừa rửa. Cái này được, cái này lắm. Cái ống bún hai. Nặng thế nhỉ. Em quay lại bên kia em tìm xem có thấy không. Đây cái ống ạ. Nãy em vớt cho bác. Ba con nha bác nhá. Ba con. To phết đấy. Em đang quay bằng cam. Quay cam này nó tiện hơn. Quay máy ảnh nó phải có chung dùng. Mà nó vướng lắm. Nó lằng ngoằng. Còn lúc một phát này nha bác nhá. Trời muốn mưa bác ạ. Tối quá. Còn nốt pha này là phát cuối cùng này. Quay lại phải đánh vào mưa chứ còn nếu ngày thường đánh vào cái này là hay xịt.
luôn bé quá. Bay này, bay này có người đánh rồi, có lươn, có lươn nữa bé lươn. Bé lươn, hai cái đều được tất, nhỏ lươn rất thả hơn 40 cái. Đây này các bác này, hơn 40 cái em thả đồng nhà. Các bác chờ em lấy cái chậu. Chuyến này không có nước đâu các bác, hôm qua nhớ ngày em lại đi thôi. Cái chuyến này là không có nước. Đấy các bác em chú chó bác xem nhá. Đây mấy cái sau cùng em vớt đấy, em bảo ống lươn con là lươn con. Bảo có được. Bảo có được. Mà lươn nhỏ này em bảo ngay lươn nhỏ. Thả 43 cái mà chạy, em chạy qua chạy là quá vớt luôn cái ống, em chút cho bác xem đấy. Không có nước nó cạn khô luôn. Đấy xịt nhau bác nhá. Cái ống 42 này bác này, lươn to này. Ba con luôn. Này Tuấn mọi nơi. Cái ống vừa chút đấy hết sạch luôn nó. Mới mùa này đó, khó đoán lắm, mùa này nó cạn nước rồi. Mày lấy ổ lốp xe này đi. Bác cho em lấy lốp xe nhảy lốp vô này. Để cho bác nha. Có lươn mà vai nó chả đi vào. Qua cuối tuần hôm trước em nghỉ, hôm qua mà đi mà trong ống có 3 con các bác ạ, một con thì chết, còn 2 con rồi thế nhỉ. Mùa này các bác, một là đi tìm hố, hai là thả những cái ruộng cỏ ở đồng các bác ạ. Cho em làm cho các bác đi theo ống đồng trái đi thì các bác luôn. Không là các bác thả không được luôn đâu. Mùa này nó khó thả, dễ rất dễ nhưng khó rất khó. Thậm chí thả 70-80 cái chỉ được 2 cân luôn này. Mùa này chết toàn với con hả bác? Cái ông bún nặng, cái ông bún này nặng thế chứ. Cái trước nặng, cái này nặng này. Lươn to này các bác này.
hai cái xịt, hôm nay anh phái người là ba. Trên xe em vẫn còn mấy cái rồi, vẫn còn trên xe. Cái xịt rồi. Không phải, có một con bé con. Xịt nha bác nha. Ba cái. Cái vừa đây nữa, bốn cái xịt. Ui dồi ôi, còn lửa chó thế. Nhưng cái ống hút hai vào lườn rất to nha bác nhá. Mấy cái vừa đây là nguyên ống hút hai vào lườn rất to luôn, lườn rất to luôn nha. Cái chết cũ là bỏ tao vào sớm quá. Cái này là cái lưỡi là kết thúc rồi. Ui lườn to đấy, ống 42 đấy. Cái cuối cùng này. Hết rồi nha bác nha. Đấy được rồi đấy. Cũng 4-5 cân chứ không ít đâu. Vừa đây xịt này. Hôm nay bà 4 cái này, bây giờ này bác nhìn đâu 43 cái mà xịt tận 9 cái ghê lắm. Bác mùa này không biết thả ai xịt nhiều lắm. Nha bác nha. Ấy. Em thử cân cho bác nhìn đi. Sao được mấy cân xong nó đổ tiền xăng. Qua em thả gần đồng nhà lành quanh. Năm cân này bác, 5 cân còn 4. 5 cân còn 4, 43 cái các bạn ạ, mà vẫn còn xịt đấy.